Đám cháy làm 4 người tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà từng giao bán 5,2 tỷ, gia đình mâu thuẫn. Bỏ rơi 292 khách ở Phú Quốc, công ty Đài Loan tuyên bố phá sản, không bồi thường. Xuyên đêm dập đám cháy lớn tại công ty bao bì ở Hải Dương. Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65 kg. Về làng thị cấm xem hội kéo lửa thổi cơm thi. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube báo Lao động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xác định nguyên nhân vụ cháy trên. Tại hiện trường Hai căn nhà cấp 4 gồm một trệt và gác gỗ bị cháy rụi, đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Một số căn nhà kế bên bị cháy xém. Tại hai căn nhà bị cháy, các tổ công tác tiếp tục tháo dỡ mái tôn, kiểm tra khu vực gác gỗ nơi phát hiện bốn nạn nhân tử vong, thu thập dấu vết. Giàn giáo được dựng lên để tránh trường hợp các bức tường của hai căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy. Các tổ công tác lần theo dấu vết trong đống đổ nát để thu thập thông tin, tiến hành điều tra. Bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân, sinh năm 1978, Lê Thị Hồng Tuyết, sinh năm 1977, Trần Quốc Cường, sinh năm 1986, LHD, sinh năm 1968, đều sống tại căn nhà số 623, gạch 20, gạch 19. Bảy người thoát nạn cùng một số nhân chứng được ghi nhận lời khai để làm rõ. Căn nhà bị cháy rụi, gia đình gồm bốn người của anh Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1983, Chủ căn nhà số 623, gạch 20, gạch 21 phải sống tạm tại một căn phòng trọ gần đó. Bạn bè hay tin liên tục gọi điện thoại cho anh và muốn đến giúp dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà bị phong tỏa, ngay cả anh toàn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Anh toàn kể, thời điểm ngọn lửa từ nhà kế bên cháy lan lên gác nhà mình, may mắn anh toàn, vợ và hai con ngủ bên dưới tầng trệt nên đã phá cửa thoát ra ngoài kịp thời. Lửa cháy quá lớn anh Toàn chỉ dắt được hai chiếc xe gắn máy ra ngoài, còn lại toàn bộ tài sản bị cháy rụi. Căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn. Cùng thời điểm này, tại căn nhà bị cháy, một người đàn ông kịp thời kéo hai đứa nhỏ thoát ra ngoài, hoảng loạn kêu cứu. Căn nhà số 623 trên 20 trên 19, gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau. Căn nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng. Người giao bán là ông LHD, nạn nhân tử vong trong vụ cháy tuy nhiên nhiều người đến hỏi mua gia đình đều từ chối tiếp không bán vì căn nhà này dùng để thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ việc ông đê muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông đê gia đình không đồng ý việc nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài đỉnh điểm là khoảng hai tháng trước trong lúc mâu thuẫn ông đê đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà xuân khiến ông tèo bị té ngã bị thương ở vùng xương sườn Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông Đê cam kết không tái phạm. Tối 16 tháng 2, gia đình tụ tập đánh bài nhưng ông Đê không tham gia. Đến hơn 0 giờ ngày 17 tháng 2 thì cả nhà đi ngủ. Đến hơn 3 giờ cùng ngày thì vụ cháy xảy ra. Do căn nhà xuống cấp, trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sơn sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến 4 người tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ và vẫn chưa được công bố chính thức. Liên quan đến vụ việc 292 khách du lịch Đài Loan, Trung Quốc bị bỏ rơi ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận, mới đây, đơn vị vận hành We Love Tour thừa nhận không đủ khả năng bồi thường cho du khách và hoàn thành các hợp đồng sau vụ việc. Trên tờ Now News, bà Ngô Mỹ Huệ Tổng thư ký Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch Đài Loan Trung Quốc cho biết, ban đầu, Lin Jun, David Lin, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Era Travel, Điên Đại Travel, đơn vị vận hành Wheel Tour, không có vấn đề gì về tài chính và sẽ xử lý đền bù cho các hành khách. Trường hợp yêu cầu bồi thường, du khách tham gia chuyến đi theo nhóm có thể sử dụng bảo hiểm và tuân thủ cơ chế đảm bảo hiệu suất để yêu cầu bồi thường. Nếu có khiếu nại với Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch Đài Loan, họ phải nộp đơn trong vòng 30 ngày. Nếu nộp đơn cho công ty bảo hiểm, quyền yêu cầu bồi thường được giữ trong 2 năm. Giám đốc công ty du lịch quốc tế Winner Việt Nam, đơn vị đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để cứu đoàn khách 292 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc cho biết. Việc We Love Tour tuyên bố không có khả năng thanh toán khiến công ty điều đứng. Theo cam kết, khoản 3 tỷ đồng chi phí phục vụ cho đoàn được hẹn trả vào 26 tháng 2, nhưng với tình hình hiện nay, ông Minh lo ngại công ty có khả năng mất trắng. Quy lớp tour được cho là cũng đang nợ nhiều đối tác Việt Nam, trong đó có Zion Tour ở Đà Nẵng, khoản tiền gần 80.000 đô la Mỹ. Trước đó, cục du lịch Đài Loan cho biết đã làm rõ các vi phạm của công ty lữ hành Quy lớp tour và đã ra quyết định xử phạt đơn vị này 810.000 đài tệ, tương đương với 25.839 đô la Mỹ, theo hãng tin CNA. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Đêm khuya 17 tháng 2, nhân viên bảo vệ phát hiện nhà kho, xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lê xảy ra cháy lớn. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 2 giờ sáng 18 tháng 2, đám cháy đã được các lực lượng chức năng khống chế. Thông tin ban đầu, đây là kho của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lê thuộc khu 11, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, chuyên sản xuất nhãn, bìa nhãn, bao bì cá tầng, băng dính, sản xuất sản phẩm từ plastic tái chế phế liệu nhựa. Khoảng 2-3 giờ ngày 17 tháng 2 bảo vệ của công ty phát hiện cháy tại kho xưởng có diện tích khoảng 1.000m2 và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Công an tỉnh Hải Dương cũng huy động các phương tiện và lực lượng phòng cháy chữa cháy của một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn như xí nghiệp kho vận xăng dầu 132, công ty xăng dầu B12. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Lai Vu cùng phối hợp tham gia chữa cháy. Đến 2 giờ sáng 18 tháng 2, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế không để ngọn lửa lan ra nhà dân và một số kho xưởng xung quanh. Đáng chú ý là doanh nghiệp này hiện đang bị đình chỉ hoạt động vì chưa đảm bảo các công tác phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân của vụ việc và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng thống kê làm rõ. Mới đây, đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Võ Văn Quyền, 33 tuổi, cầm đầu, vừa bị Công an Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, triệt xóa, thu giữ hơn 65 kg. Thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bình Dương đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Võ Văn Quyền, sinh năm 1991, quê An Giang cầm đầu, thu giữ hơn 65 kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật khác. Theo công an Bình Dương, trước đó, lực lượng công an phát hiện một nhóm người có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, số lượng lớn tại khu vực phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1, Ban chuyên án phát hiện bắt quả tang Huỳnh Trung Dũng, sinh năm 2006, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đang đưa cho Nguyễn Bảo Trấn, sinh năm 1999, ngụ Cần Thơ, một thùng giấy bên trong có chứa túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy. Khai thác nhanh, cả hai khai nhận số ma túy trên là của Võ Văn Quyền đưa để đi giao cho người khác. Khám xét nơi ở của Quyền tại phường Bình Hòa và phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 64 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Quá trình đấu tranh xác định, quyên liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để nhận ma túy từ Campuchia, rồi vận chuyển về địa bàn Bình Dương. Sau đó ngụy trang thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng. Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận. Mở rộng điều tra vụ án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp trao đổi thông tin với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Bình Phước, đấu tranh triệt xóa 3 vụ, bắt 3 người, thu giữ hơn 692 gam ma túy các loại. Đây là các đầu mối ma túy của quyền, thông qua đường chuyển phát nhanh, quyền hoạt động mua bán ma túy ở địa bàn thành phố Thuận An từ khoảng đầu tháng 1 năm 2024 đến khi bị bắt. Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng hơn 65 kg ma túy các loại nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin quan trọng chúng tôi mới cập nhật. Mời quý vị theo dõi. Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã bắt giam Nguyễn Thị Hồng Tươi, 53 tuổi, trú tại xã Mỹ Cẩm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tươi bắt đầu làm đầu thảo, mở nhiều dây hụi từ năm 2002 để lấy hoa hồng. Đến đầu tháng 2 vừa rồi, đối tượng tuyên bố vỡ hụi không có tiền trả khoản góp cho các hụi viên. Tại thời điểm Tươi tuyên bố vỡ hụi, vẫn còn 66 giây hụi chưa kết thúc. Cơ quan điều tra đã chứng minh được chỉ 1 trên 66 giây hụi nêu trên, Tươi đã hốt 15 phần hụi khống với số tiền hơn 660 triệu đồng. Sau khi hốt hụi, Tươi tiêu xài cá nhân hết hơn 480 triệu đồng, gần 200 triệu đồng còn lại đối tượng đã trả cho các hụi viên. Làng Thị Cấm, nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, có hội kéo lửa thổi cơm thì nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước. Trước hội thi, các đội phải chuẩn bị sẵn các vật dụng như chày, cối, dơm, nồi. Các đội chơi đập dập, tước nhỏ những cây nứa cho dễ dàng bắt lửa. Theo nghi lễ cổ xưa, sẽ đặt ra 4 đội thi, mỗi đội gồm 10 người cùng nhau tranh tài. Thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ. hội kéo lửa thổi cơm thi sẽ có 3 phần chính. Kéo lửa, thi chạy lấy nước và thổi cơm phần thi chạy lấy nước sẽ do các em có độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đảm nhận. Đúng 11 giờ, phần thi được tổ chức với nghi thức kéo lửa diễn ra với những chiếc bùi nhùi đã chuẩn bị sẵn cùng dơm. Đầu tiên, thóc được cho vào cối giã. Thao tác giã gạo phải thật nhanh và khéo. Gạo sau khi giã phải được sàng chấu để loại bỏ sạn và vo sạch. Cùng lúc này, nước được lấy về đã cho vào nồi đun sôi. Sau đó gạo được bỏ vào nồi để nấu. Phần thi cuối cùng cũng không kém phần hấp dẫn. Khi nồi cơm vừa cạn nước, các đội thi ủ cơm vào đống than rơm để cơm chín đều. Đây cũng là lúc không gian mùa xuân vang lừng tiếng chống hội và tiếng gieo hò cổ vũ của dân làng cùng du khách, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Sau một tuần hương, các thành viên của ban giám khảo sẽ đi tìm bốn nồi cơm trong rất nhiều đống cho rơm. Nếu các đội khéo giấu, thời gian ủ cơm sẽ được kéo dài và cơm sẽ chín đều. Nếu dấu vụng, bị ban giám khảo nhanh tìm thấy, thì cơm dễ bị sống khi tìm đủ bốn nồi cơm giám khảo đưa cơm vào trong đình làng đây là một hội thi xuất phát từ lâu đời mang nét văn hóa truyền thống cuộc thi còn giáo dục cho các con cháu thế hệ sau này lòng yêu nước hướng các cháu tới những việc làm hành động xứng đáng với truyền thống yêu nước của cha ông ta ban giám khảo xới bốn bát dẻo thơm để dâng cúng thành hoàng làng sau khi dâng cúng thành hoàng làng cơm thi của các đội thi đưa ra để chấm điểm công khai trước đông đảo dân làng và kết thúc lễ hội với những giá trị văn hóa độc đáo, lễ hội truyền thống hội kéo lửa thổi cơm thi làng thị cấm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. khi sắc xuân vẫn căng tràn trên những nẻo đường, người người còn nhộn nhịp du xuân, thì những nông dân ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã nô nức xuống đồng thu hoạch hành tỏi. những ngày đầu năm mới giáp thìn, người dân ở thị xã kinh môn đã nhộn nhịp xuống đồng thu hoạch hành tỏi, được mệnh danh là thủ phủ hành tỏi của miền bắc thị xã Kinh Môn có gần 4.000 hecta diện tích đất nông nghiệp trồng hành tỏi. Hàng năm cho sản lượng lên tới 100.000 tấn. Thời gian sinh trưởng ngắn cùng với giá trị kinh tế cao nên từ bao đời này hành tỏi đã trở thành cây làm giàu của người nông dân nơi đây. Năm nay tuy thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ kinh nghiệm chăm sóc nên sản lượng hành tỏi vẫn đảm bảo. Những ngày đầu xuân, người nông dân khắp các xã phường, Thăng Long, Hiệp Hòa, An Phụ, Phạm Thái đã nô nước xuống đồng tranh thủ thu hoạch của cải về nhà. Tận dụng được triệt để diện tích đất trồng, phương pháp trồng gáy cây tỏi từ lâu đã được người nông dân kinh môn áp dụng trong canh tác. Những hàng tỏi siêu vẹo được trồng dọc hai bên luống hành, đem lại nguồn thu không nhỏ. Đây cũng chính là niềm vui kép của người nông dân. Người nông dân ở Kinh Môn cũng cho biết, củ tỏi trồng gáy sẽ to hơn, mẫu mã đẹp hơn, bán được giá hơn củ tỏi trồng theo luống. Một tạ tỏi gáy sau khi sấy khô có thể bán được 1,7 triệu đồng. Thời tiết không mưa giúp việc thu hoạch hành tỏi vô cùng thuận lợi. Từng xe hành tỏi nối đuôi nhau đi về từng ngõ xóm, mang theo niềm vui của mùa màng bội thu trong ngày đầu năm mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.